Mệnh đề danh từ sắp là giáp, cấu trúc của nó như thế nào? Asap là das. Thì đối với mệnh đề danh từ sắp là giáp thì chúng ta có một chú ý là mệnh đề danh từ với giáp thì hầu như nó có chức năng làm tân ngữ trong câu. Vậy chúng ta có cấu trúc là S cộng verb, rồi mệnh đề danh từ với giáp có chức năng làm tân ngữ. Chúng ta có S cộng verb của ô. Toàn bộ mệnh đề danh từ với giáp này có chức năng làm tân ngữ của cái động từ này. Cái thứ hai là mệnh đề danh từ với that thì nó có cấu trúc như sau: is cộng với to be, rồi sau đó là tính từ, và sau tính từ này là that, thì sau that là một S cộng verb O. Thì đây chính là cấu trúc là chủng ngữ giả trong câu.